Nhắc lại tập trước, vua Nefertari Cobra được vào căn phòng ngai vàng trống gặp Ngũ Latinh để giải đáp thắc mắc ý nghĩa của đi là gì. Nghe đến câu nói đó, một bóng người từ từ bước lên chỗ ngai vàng trống, khiến những kẻ quyền lực cao nhất như Ngũ Latinh không phải giật mình. Kẻ đến chính là Imu Sama, chủ nhân thực sự của Ngũ Lão, kẻ nắm quyền lực tối cao của chính quyền thế giới. Imu từ từ bước lên ngai vàng cấm kỵ và ngồi xuống đó trước sự bàng hoàng của vua Cobra, rồi thốt lên một câu nói: "Lily." Vua Cobra đi từ kinh ngạc đến sợ hãi vì không kẻ nào được phép độc đoán thâu tóm thế giới, nhưng nhìn biểu hiện của Ngũ Lão Tinh lại hết sức bình thường. Ông ta cũng tình cờ biết được trong 20 vị vua cổ xưa có một người tên là Imu. Imu bắt đầu trả lời Cobra. Hắn nói rằng đi là những kẻ đã từng chống lại chúng. Những kẻ mang tên đó dần xuất hiện gần đây nhưng không hiểu ý nghĩa của nó. Tất cả là do sai lầm của nữ hoàng Lily 800 năm về trước. Tất cả mọi rắc rối từ các học giả O'Hara hay các hải tặc săn lùng Poneglyph đều bắt nguồn từ sai lầm ngày đó của Lily. Lily chính là người đã phát tán tất cả Poneglyph đi khắp nơi trên thế giới. Cho đến bây giờ, Imu vẫn thắc mắc trong lòng liệu đó chỉ là tai nạn hay một kế hoạch được lên từ trước. Câu trả lời chắc chắn nằm trong lá thư mà Lily để lại ở Alabasta, nên hắn muốn nghe tên đầy đủ của Lily trong lá thư đó. Nói đến đây, Ngũ Lão Tinh cũng móc súng ra và chỉ về phía Cobra. Dù câu trả lời của ông ta có ra sao, thì từ giây phút nhìn thấy Imu, tính mạng ông ta đã được định đoạt. Khi tất cả đang tập trung vào câu chuyện, không hề hay biết có một người đang núp sau cây cột và nghe lén họ nói chuyện. Người này chính là Sabo. Cobra biết mình phải chết nên nói ra tên thật của tổ tiên mình là Nefertari di Lily, là một thành viên của gia tộc đi. Nghe thấy chữ đi, từ cơ thể Imu bắn ra một cái đuôi có đầu mũi tên với tốc độ cực nhanh đâm xuyên qua người Cobra. Lúc ông ta ngã xuống cũng là lúc Sabo nhảy ra, tung lên một đòn hỏa quyền thiêu cháy Ngũ Lão Tinh, rồi tung tiếp một chiều vương thủ phi xa lao thẳng lên chỗ Imu. Imu ngay lập tức biến ra cái miệng lớn nuốt chửng ngọn lửa. Cơ thể hắn trở nên to lớn từ từ bò xuống phía dưới. Cùng lúc Ngũ Lão Tinh không những không chết mà hóa thân thành hình dạng năm con quái vật. Sabo nhìn thấy không ngờ trên đỉnh thế giới lại là địa ngục. Cậu ta liền ôm Cobra bỏ chạy, nhưng sáu con quái vật liền đuổi theo sau. Cái đuôi mũi tên lại xuất hiện và đâm xuyên qua người Sabo. Biết mình không thể sống được nữa, Cobra dồn hết sức để chặn đường chúng cho Sabo chạy thoát. Ông ta nhờ Sabo nói với Luffy và Vivi rằng họ mang cùng một cái tên, rồi đọc ra di ngôn của nữ hoàng Lily. Kết cục Cobra mất mạng, còn Sabo thì chạy thoát được. Nhưng mọi chuyện không chỉ có những người trong đó biết. Có một kẻ đã nhìn lén qua cái lỗ trên tường và thấy hết từ đầu đến cuối. Kẻ tập mạch đó chính là Wapol, vua của vương quốc Black Room. Dù từng làm biết bao nhiêu chuyện ác nhưng hắn chưa bao giờ sợ hãi tột độ như lúc này. Hắn đã thấy điều không được phép thấy, thứ bóng tối của chính phủ thế giới. Wapol cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh hòng thoát khỏi vùng đất này mới mong giữ được mạng. Trong khi đó, trong lâu đài các vị vua khác vẫn tiếp tục hội nghị mà không có sự có mặt của Cobra và Wapol. Công chúa Shirahoshi thì cùng các anh trai chuẩn bị rời khỏi thánh điện. Cô bé muốn chào từ biệt Vivi nhưng không biết cô ta đã đi đâu. Hóa ra Vivi đã bị bắt trói trong một căn phòng mà những kẻ canh gác là các cựu thành viên CP9 trước đây bị băng bố râm đánh bại ở Enies Lobby. Khi Vivi hỏi chúng kể lại tình hình bên ngoài cho cô nghe về chuyện Sai và Leo đã đánh Thiên Long Nhân và tự xưng là người của Luffy mũ râm mà còn tuyên chiến với Thiên Long Nhân. Còn hai đô đốc Fujitora và Aramaki thì lao vào ẩu đả với nhau vì Hổ Tím đã giúp quân giải phóng thả các nô lệ khiến cho bọn lục nổi giận. Nhưng bây giờ là lúc Vivi cần phải lo cho số phận của mình, vì cô sắp biến thành món đồ chơi cho bọn quý tộc biến thái kia. Đang lúc nghĩ cách thì có tiếng động lạ phát ra. Wapol từ đâu phá tường chạy lao vào căn phòng này. Là do hắn quá sợ hãi mà cắm đầu chạy không suy nghĩ. Trong lúc bọn CP0 giật mình tập trung sự chú ý vào Wapol, Vivi nảy ra một ý tưởng thoát thân. Wapol chạy xuyên qua hết các căn phòng khiến cho bọn CP0 chỉ biết bất lực nhìn theo. Nhưng quay đầu lại thì bất giác phát hiện Vivi đã biến mất. Thì ra trong lúc hỗn loạn, Vivi đã nhảy thẳng vào miệng Wapol. Và thế là Wapol cứ thế chạy không dừng lại mang theo Vivi ra khỏi lâu đài trước ánh mắt ngỡ ngàng của vợ hắn. Các bạn vừa xem xong video của kênh Đảo Hải Tặc. Nếu thấy hay xin hãy like và subscribe kênh để đón xem những video mới nhất tiếp theo nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.